Tôi đang có mặt tại một trong cái cầu kính mới nhất sắp được khai trương trong thời gian ngắn nữa thôi, và được cho rằng đây là chiếc cầu kính dài nhất thế giới. Nhưng khi mà toàn bộ ba lớp kính này vỡ thì cái tấm kính này vẫn chịu lực được khoảng 5 tấn. Cái cầu này cũng đã từng cho xe ô tô chạy trên cầu này. Trên cầu này? Trên cầu này đã từng cho lên. Ui, đi không dám đi, phải đi bằng tứ chi. Khi mà mình sợ ấy, hai cái đầu gối nó díu lại luôn. Cáp để sử dụng cây cầu này, mỗi bên sẽ có một bó này gồm 7 sợi, mỗi sợi đường kính là 50. Mà tại sao lại là 7 sợi không phải 9 sợi? Đây, mà các bạn có thể thấy rằng là cái vách đá này gần như là thẳng đứng luôn. Cái tấm kính này, một lúc tôi nhìn xuống này, và tiện trong đầu mình mà này, bây giờ mà chả may kính này nó nứt, mình rơi mắt xuống thì sao nhỉ? Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta luôn tự hào bởi những khung cảnh vô cùng hùng vĩ, núi non trùng điệp. Có thể nói một số nơi là sơn thủy hữu tình, nhưng mà cái sự phát triển du lịch khá là mộc mạc. Chúng ta mới chỉ có những cái phương tiện như là tự trekking khám phá này, tự leo núi này, hay là cùng bạn bè đi cắm trại. Thế nhưng trong thời gian trở lại đây có một loại hình khám phá cái sự hùng vĩ đó của Việt Nam, đó chính là cầu kính. Ở đây thì các bạn sẽ có được trải nghiệm an toàn, nhưng cái tầm nhìn, cái góc độ nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng ra hơn với những góc mà từ trước đến nay chưa bao giờ các bạn được khám phá. Hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta tự hào có 3 cây cầu kính như vậy, thì ở Mộc Châu đã có 2 cái rồi. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một trong cái cầu kính mới nhất sắp được khai trương trong thời gian ngắn nữa thôi, và được cho rằng đây là chiếc cầu kính dài nhất thế giới. Cái thông tin này như nào thì tôi đã mời được anh Tuệ. Anh có thể chia sẻ với em là vì sao mình có thể tự tin rằng ở đây chiếc cầu kính dài nhất thế giới? Đây là chiếc cầu kính, cây cầu kính mà có thể nói tổng chiều dài của toàn tuyến dài nhất thế giới, với tổng chiều dài 632 mét, bao gồm phần thân cầu chính và phần đường trên đường bằng kính đi ven vách đá, treo leo theo vách đá. Đấy. Vâng, tức là ở đây là không chỉ có một cái cây cầu dây văng với cái nền bằng kính như này, mà chúng ta còn được trải nghiệm một cái đoạn mà đi men theo vách núi nữa. Và công nhận là em để ý thấy ở khu vực Mộc Châu ấy, thì có rất nhiều những cái ngọn núi, nhưng mà riêng khu vực này có những cái khe núi, những cái vách núi trông nó rất hùng vĩ. Và có thể đó là lý do mà vì sao mình chọn cái khu vực này để xây dựng cây cầu kính này, đúng không ạ? Bởi vì là nó chưa khai trương thì trong mình dự tính là ngày 30 tháng 4 năm 2022 mình mới bắt đầu đưa vào đón du khách, đúng không anh? Đúng rồi. Chính vì vậy mà bây giờ các bạn có thể thấy rằng là mọi người đang cấp tập hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng. Nhưng mà bây giờ em đã mất công tới đây rồi mà em rất muốn trải nghiệm, thì mình đã đủ sự an toàn để cho một người mới như em trải nghiệm nha anh. Hiện tại thời điểm này thì bên chủ tư ở bên đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để mà hoàn thiện cái cây cầu này, đi vào đến bước hoàn thiện đề co cho nó thôi, chứ còn về mặt thử tải thì chúng ta đã kiểm tra hết rồi. Tức là nó đã đảm bảo an toàn tuyệt đối để chúng ta cách đây vài tháng trước rồi, đúng không? Vài tháng trước đã đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Nhưng mà để cái đảm bảo an toàn đấy là mình nữa phải thử nghiệm rồi test tiếp, rồi các chuyên gia nước ngoài đến thì cũng cách đây phải vài tháng thôi. Mình đã làm các cái công đoạn đó rồi. Đúng rồi, kiểm thì bây giờ mình mới tự tin để hoàn thiện những cái tiểu cảnh, những cái nho nhỏ đúng cho rồi. Nó đẹp hơn để đúng cho rồi. Mọi người đến tham quan thôi, đúng không? Thế bây giờ là ý là em là vào được rồi đúng không ạ? Anh sẽ dẫn em đi. Vâng. Thì sẽ được vào. Đấy, em chỉ chờ được khám phá thôi. Em rất muốn là người đầu tiên được trải nghiệm. Thế bây giờ để đi vào trong cầu kính thì chúng ta sẽ phải bọc giày. Đúng rồi. Bọc giày để chống trơn, chống xước, hoặc là mình đưa dây bẩn lên trên cầu. Mặc dù trên cầu hiện tại bây giờ đang lót cao su, nhưng mà chốc nữa chúng ta sẽ bước ra kính. Vâng. Em bọc vào giày nhé. Vâng. Đây là một cái gọi là cái chiếc tất bọc giày nhỉ. Cũng được thiết kế khá đặc biệt, nó bằng vải nhung này, và phía dưới có một cái lớp tôi nghĩ bằng silicone, có những cái hạt để bám dính. Đấy, thì những cái trơn sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là giày dép có thể bẩn này, có thể có những cái tác động làm xước kính, thì cái tất này thì sẽ bảo vệ kính và cũng bảo vệ chúng ta đỡ trơn trượt, đúng không ạ?
Các bạn thấy chưa, là cái cây cầu này còn chưa bóc tem. Đấy, em vẫn còn zin. Ngày hôm nay là đấy, anh Tuệ bắt đầu bóc tem cho tôi. Đấy, mời anh em vào. Rồi, cảm ơn anh. Và hôm nay cũng thế nào mà lại trời lại hơi mưa anh nhỉ? Hơi mưa đây là nó cũng... Nhưng mà nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm khá là thú vị cho tôi. Bởi vì nếu như mà một ngày bình thường mà trời mưa to ấy, thì mình có đón khách lên không anh? Theo quy trình vận hành thì mình sẽ không đón khách vào ngày mưa vì nó sẽ trơn. Đúng rồi. Mặt kính mà. Đây anh em nhìn đây là kính, kính là thương hiệu Xanh Quang Ảnh Pháp. Tiêu chuẩn Mỹ. Đây, logo thương hiệu Xanh Quang Ảnh Pháp đây này. Nó gồm mấy lớp anh nhỉ? Cái này gồm 3 lớp em ạ. Đây quay cái cạnh này, 3 lớp. Dán 2 lớp phim. Thế còn tổng chiều dày của nó là 40mm. Thì nó ví dụ như mình mà dùng búa mình đập đi thì là nó cái hiệu ứng của nó sẽ nhào, tức là nó sẽ rơi thành từng mảnh nhỏ hay không, là nó đương sẽ nhiên là nếu mình dùng búa đập và đập nhiều lần, đập mạnh đập nhiều lần kiểu cố tình mà phá hoại đúng, đi cố tình phá hoại thì nó cũng sẽ vỡ kính mà. Thế nhưng khi mà nó vỡ ấy, thì nó sẽ không bong được ra. Nó vỡ, nó sẽ thành những cái vết nứt như thế này, dạng nứt, dạng nứt ra. Và cái tấm kính này nếu như mà đập vỡ, mà đập nếu mình đập thì là vỡ lớp trên, nhưng mà để đập vỡ được các lớp dưới thì rất là khó. Nếu như cái kính thì thường thì đập vào các góc, các cạnh thì nguy cơ nó vỡ nó cao. Nhưng khi mà toàn bộ 3 lớp kính này vỡ thì cái tấm kính này vẫn chịu lực được khoảng 5 tấn. Thì vẫn đủ thời gian an toàn cho mọi người và đủ thời gian để mình thay tấm mới. Đúng rồi. Và cái lớp phim, 2 lớp phim ở giữa này ấy, để nó để mà rách được ấy là điều cực kỳ khó. Vâng. Điều cái lực rất là lớn. Có nghĩa là khi mà mình vỡ toàn bộ 3 tấm kính này rồi thì vẫn chịu được khoảng 5 tấn. Vâng. Thế việc tiếp cái câu chuyện là có một đối tượng không được bình thường đến đây phá hoại, mà hành động đấy nó diễn ra rồi thì sẽ phải nhận một cái hình phạt như nào? Anh đã giờ tính trước cái điều đó chưa? Cái này thì đương nhiên nó có các quy định, và cái việc phá hoại đấy thì trong kể trong luật cũng đã có quy định rồi. Đương nhiên là chịu nhiều hình sự rồi. Hình sự. Bởi cái này nó liên quan vấn đề an toàn của công trình, an toàn tính mạng con người. Đấy. Cho nên cái đấy thì trong luật cũng đã quy định rồi. Vâng. Cái đấy thì bình thường thì chắc là cũng chả ai có cái hành động để làm gì đúng không? Thì em nghĩ là có một gì ai đấy bất thường người ta mới làm. Ở đây thì trong quá trình vận hành thì mình có cả quy trình quản lý vận hành. Vâng. Do vậy mà sẽ có đội ngũ an ninh. Vâng. Cũng như là hướng dẫn du khách. Anh mình tốt nhất là đi trên đấy đi, đi trên cao su đi. Công nhận là đi mặc dù mình đi cái tất này mà đi về phía mặt kính nó trơn thật đấy nhờ. Cũng may là người ta đã giải những cái tấm cái này như kiểu là tấm cao su. Tấm cao su thì để quá trình mình thực hiện anh em công nhân cán bộ kỹ thuật đi lại để làm việc ấy. Thì ngày hôm nay cũng sẽ là một trong những cái video hiếm hoi mà các bạn sẽ thấy quay cây cầu kính vào ngày mưa, bởi vì cái sự nguy hiểm của nó. Ở đây ai mà có khả năng mà giữ thăng bằng tốt ấy mà trượt ba tay ui. Này các bạn này. Đây đây nhá, tôi thử cho bạn xem này. Trơn như này mà, tức là nó là lướt được trên như kiểu mặt băng, ai trượt băng chứ không phải là lướt đấy nữa rồi. Không phải trượt ba tạnh nữa rồi thì là người đấy cũng hoặc là như này anh. Kiểu lật thế này ra mà ông mấy đứa trẻ con ấy, kiểu nó nằm xuống ấy nhỉ. Xong mình đẩy nó phát có khi từ đầu cầu nó sang đầu cầu kia. Thực ra thì về trong quy trình vận hành thì khi mà trời mưa thì du khách sẽ trú mưa ở hai điểm, hai đầu cầu. Sẽ có hai cái nhà chờ và điểm dừng chân rất là lớn. Như bên này cái nhà bằng nón đây này. Vâng. Em nhìn đây đằng sau mình nha. Đấy. Rộng hơn 600m2. Tạo hình là mô phỏng một cái nón ấy. Đấy. Vâng. Thì ở đấy là một điểm dừng chân. Vâng. Điểm đầu bên kia sẽ có nhà cánh hoa. Vâng. Để mình dừng chân và trú mưa. Thì ví dụ em là người quản lý nhá, thì ví dụ bất ngờ một cơn mưa như thế thì mình sẽ cho du khách ngay lập tức là tạm thời trú ẩn ở hai đầu cầu đúng không? Đúng rồi. Và khi tạnh mưa phát là cho một đội ngũ nhân viên hùng hậu ra lau chính xác, sạch bong hết. Chính xác. Chuẩn chưa? Chính xác rồi. Thì mình sẽ có cái dụng cụ để mình lau khô nhanh nhất có thể. Dạ. Hay à. Vào cái thời điểm này tôi tới cây cầu kính, có thể nói rằng là mặc dù mưa nhưng được chiêm ngưỡng một cái khung cảnh có thể mình nói là bồng lai thiên cảnh cũng được, bởi những cái gợn mây, những cái nó bay là tà trên đỉnh núi này, rồi những cái cây ở trên núi đá. Em để ý thấy vào cái mùa này thì không biết là hoa hay là lá của cái cây gì nó mọc trắng xóa hay nhỉ.
Ở đây vào mùa này thì sẽ có hai cái loài hoa mà đặc trưng nở rộ, đấy là một là hoa ban. Hoa ban thì nó là biểu tượng ở Tây Bắc rồi. Vâng. Còn một loại nữa, một cây hoa trắng nhưng mà hoa nhỏ li ti kia, vâng, là cây hoa mát. Vâng. Bây giờ nhá, em mới để ý là cây cầu này nó màu trắng ấy, nó cũng khá là tương thích với những cái lọn mây, cái gợn mây kia. Thì có phải vì thế mà cây cầu được mệnh danh là Bạch Long đúng không anh? Đúng là rồi. Rồng trắng. Đúng à? Rồi. À. Bây giờ đến giai đoạn này là chỉ còn cái bước để trang trí thôi. Anh em đang lắp đặt hệ thống điện trang trí cho toàn bộ cầu này. À. Để khi mà sẽ có đèn laser để chiếu và quay. Để khi mà bật lên thì ngoài Mộc Châu sẽ thấy được luôn. À. Từ ngoài Mộc Châu, trung tâm thị trấn Mộc Châu sẽ thấy. Tức là vào buổi tối thì cây cầu này cũng khoác trên mình một cái bộ áo lộng lẫy đúng không? Đúng rồi. À. Buổi tối nếu như chúng ta ở dưới trung tâm của khu chơi nhìn lên thì sẽ thấy một cây cầu đang treo lơ lửng trên không trung vào buổi tối. Quá đẹp luôn. Em muốn tới cái khu vực mà giữa cầu, có thể nói là sâu nhất ấy, thì là ở đâu anh nhỉ? Đây à? Còn chưa đến, mình chưa đi được nửa cầu đâu. Nhưng mà ở đây là em thấy là đẹp này, bởi vì ở dưới là chúng ta nhìn thấy được những cái cây màu hoa màu trắng. Cây hoa mát đấy. Cây hoa mát. Đây. Mình có thể thử đây bỏ thì một cái tấm này không anh? Hoặc là chụp mà đây rồi. Đấy. Tôi cũng từng đi một số cái hệ thống cáp treo đi trên những cái quả núi, những cái khu rừng thì bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như này, là chúng ta có thể cảm giác như mình đang bay ấy, đang ở trên những cái tán cây rộng mà nếu như không phải đi cáp treo hay đi qua những cây cầu kính thì chúng ta khó lòng có được cái trải nghiệm như này. Đấy, ở đây thì cũng nhìn thấy những cái hoa màu trắng nó li ti rất là rõ. Đây là mùa hoa thì chúng ta nhìn thấy cái hoa ban và hoa mát màu trắng. Thế nhưng vào những mùa khác thì có thể là những cây lá cây ấy sẽ chuyển màu vàng màu đỏ rất là đẹp. Tức là mỗi mùa sẽ có một cái khung cảnh khác nhau đúng không? Như vậy là sẽ vào đây không chỉ tốn tiền vé cho anh một lần. Trong năm phải tốn cho anh mấy lần đấy nhỉ? Đấy là cái điều mà những người làm du lịch rất là mong muốn. Có thể níu chân được khách hoặc là khách quay trở lại với mình. Do vậy mình phải luôn luôn là có sự sáng tạo cũng như là được khai thác hết những cái giá trị của từ tự nhiên sẵn có. Vâng. Và những cái mà con người xây dựng lên. Thế thì vào mùa lá đỏ anh lại phải mời em lên đây tiếp rồi. Chắc chắn rồi. mỗi năm mỗi mùa sẽ có những cái thay đổi, sẽ có cái khác, cái mới. Để mình cứ đi. Bây giờ tôi để tôi thử đi đây các bạn. Ui. Rồi, mình phải di. Đấy, thôi phải trải lại cái này. Này mới yên tâm đi tiếp. Mặc dù những cái lớp cao su này nó hạn chế cái sự hùng vĩ, cái sự sợ độ cao của mọi người khi đi qua đây, nhưng mà đây chỉ là trong cái trời mưa như này và trong cái điều kiện mà mọi người đang hoàn thiện. Còn khi mà đã xong rồi thì hoàn toàn không có những cái lớp cao su như này và các bạn sẽ phải đối diện với cái nỗi sợ độ cao với cái đứng giữa thiên nhiên này và nhìn xuống vực. Lúc này thì tôi thấy ở dưới này là có một cái con suối nó chảy qua này. Con đây. Suối này là suối gì đấy anh? Cái này là suối Sập. Suối Sập à? Nghe tên đáng sợ nhỉ? Chỗ mình đi ra giữa cầu thì sẽ nhìn thẳng đáy suối. Vâng. Cái kính này đã có các đơn vị kiểm định, họ đã làm các cái test các chỉ tiêu của kính rồi. Sức chịu tải của kính. Và thực tế thì canh cũng cho ô tô trèo qua tấm kính này rồi. Ô tô tải thế à? Ô tô tải này tức là để cái 10, tấm kính 11 tấn rưỡi ấy. ở dưới đất thôi. Ở dưới anh? Đất xong rồi trèo qua. Thế còn cái cầu này cũng đã từng cho xe ô tô chạy trên cầu này rồi. Trên cầu này. Trên cầu này. Đã lát từng cho lên. Lát anh cho em xem video. À. Ô tô đi chạy lên trên cầu này. Tưởng anh bảo lát cho em lái ô tô lên đây. Wow. Đây. Công nhận các bạn ơi, tức là mặc dù ở đây là có những cái lớp cao su rồi
Nhưng mà khi mình tới cái khu vực cao nhất là nhìn thấy cái con suối ở phía dưới là đây. Cũng cảm thấy là... Đây chúng ta chưa đến giữa cầu đâu. Ừ. Còn khoảng tầm hơn 20 mét nữa mới đến. Là cũng thấy hơi rén đấy anh ạ. Mình cứ theo đây. Cái dây văng của cây cầu này. Cái điểm thấp nhất của cáp ấy. Ừ. Cũng giới thiệu với Hoàng Nam cáp để sử dụng cây cầu này. Ừ. À, mỗi bên sẽ có một bó này gồm 7 sợi. Mỗi sợi đường kính là 50. Ừ. 50mm. Ừ. Và cáp này của hãng Kitway Hàn Quốc. Ừ. Là một trong thương hiệu cáp lớn của thế giới đấy. Ừ. Và có uy tín chất lượng rồi đúng không anh? Và họ đã cung cấp cho rất nhiều những cái công trình tương tự như này ở khắp nơi trên thế giới. Đúng rồi. Ừ. Mà tại sao lại là 7 sợi mà không phải 9 sợi? Cái này thì do tính toán của tư vấn thiết kế về chịu lực của cầu. Vâng. Thì ở đây mình đều tính hệ số an toàn gấp rất nhiều lần so với lại cái tải thực tế mình khai thác. Vâng. Thế là vô tình là về cái mặt khoa học lại trùng với về tâm linh đúng không? Ở Việt Nam mình cứ trong tâm linh một số cứ chọn 7 hoặc 9. Ừ. Và cái trụ tháp kia kìa. Em có thể nhìn thấy trụ tháp kia là cao 30 mét. Vâng. Đấy. Bên này cũng thấy trụ tháp cao 3 mét. Ừ. Thì bên dưới nó sẽ được khoan neo xô xuống 32 mét, bằng neo cáp giữ lực. Ừ. Cũng là cáp của Hàn Quốc. Vâng. Còn cái mố neo đó trên vách đá kia nó sẽ được neo trong vách đá cũng bằng neo cáp giữ lực. Vâng. Đều là công nghệ. Đây em muốn lật cái tấm kính mà ở okay. Cái khu vực sâu nhất. Bây giờ làm thế nào để cho nó khô này đúng không anh nhỉ? Chỉ có gạt tay thôi. Gạt tay à? Thì anh em mình gạt tay nhá. Tập trung gạt tay thôi. Chính cái nước này nó cũng khiến cho cái độ bóng ấy, là chúng ta nhìn xuống ở phía dưới nó chưa thực tế lắm. Nó không kiểu rõ ràng nên là cái cảm giác sợ nó bớt đi. Nếu mà ai mà bất ngờ mà nhìn thấy tôi đang lau nước này tưởng là mình kiểu tiền đình kém ấy, sợ độ cao rồi. Ui, đi không dám đi, phải đi bằng tứ chi. Các bạn có nhìn thấy có những cái giọt nước từ trên cầu này nó bắt đầu chảy xuống không? Này nếu mà cứ nhìn kỹ này là nhìn thẳng xuống là cũng hoa hơi sợ đấy. Sợ. Ừ, có hoa mắt đi nhá. Sợ chứ. Chúng ta lướt qua thì... Chiều sâu từ đây xuống dưới đáy suối kia là 150 mét. Ừ. Các bạn biết không, tức là cái nỗi sợ của chúng ta ấy là do cái trí não của chúng ta kiểm soát. Đấy, lúc đầu tôi đi này tôi không sợ đâu, nhưng mà tôi cứ ôm cái tấm kính này một lúc tôi nhìn xuống này. Và tiện trong đầu mình mà mẹ. Bây giờ mà chả may kính như nó nứt, mình rơi xuống thì sao nhỉ? Và lúc đấy là tất cả là do chúng ta đều hình dung trong đầu hết. Và nó khiến cho chúng ta sợ hãi. Đấy, thì đây là cái cách mà nếu như các bạn kiểm soát được cái suy nghĩ của mình tốt thì các bạn sẽ không sợ. Còn đến như mình mà thần kinh cũng đã vững rồi, chinh phục nhiều nơi mà khi nhìn này một lúc là đầu óc mà bắt đầu tưởng tượng không? Là bắt đầu sợ. hơi sợ thôi, nhưng mà cũng là do đầu óc. Thì chúng ta về mặt lý trí thì chúng ta được bảo rằng chỗ này đã được người ta kiểm tra rất là kỹ rồi chất lượng rất là tốt rồi, sẽ không sao đâu đấy. Nhưng mà một cái nửa khác trong đầu mình bảo nhưng mà biết đâu tấm kính này lại là một tấm kính bị lỗi thì sao. Nói chung là nó là một cuộc đấu tranh lý trí giữa hai nửa để cho chúng ta, nếu bạn nào mà thiên về sợ hãi thì các bạn ấy sẽ rất sợ, còn bạn nào mà thiên về cái mặt lý trí là nghĩ rằng là được kiểm tra rồi bảo dưỡng rồi tất cả mọi thứ an toàn, tiêu chuẩn chất lượng đạt tiêu chuẩn thì các bạn sẽ thiên về là không sợ. Đấy, tôi nghĩ là chỉ có hai người thế thôi. Nếu mà vượt qua được cái ranh giới đấy thì sẽ phân loại được hai người là sợ độ cao hay không sợ độ cao. Tất nhiên là có những cái trường hợp mà là người ta cũng sợ độ cao bẩm sinh anh nhỉ? Đúng rồi, rất nhiều người chứng sợ độ cao. Ừ. Mình đi ra đoạn giữa này sẽ nhìn phong cảnh rất là đẹp. Đây có cái vách núi rất đẹp. Nhưng mà ở đây nhá, anh đã lường được một cái trường hợp nào mà ví dụ như du khách nữ đến đây thường là sẽ rơi vào du khách nữ nhiều hơn mà tới đây mà người ta xây sẩm mặt mày, người ta ngất luôn ra ấy? Cái này trong cái vận hành, quy trình vận hành thì mình có đội ngũ cứu hộ. Ừ. Và có phòng y tế. Ừ. Phòng y tế ngay đầu cầu luôn. Khi mà có tình huống như vậy thì mình sẽ có đội cứu hộ để đưa du khách vào trong. Để bế cái cô gái đó vào đúng không? Đúng rồi. Ừ.
Thì sẽ cần về nhiều cậu khỏe đấy. Ừ, thì anh có tuyển, có ứng tuyển em đã đi hỏi. Thế cái tiêu chuẩn nào để vào đội cứu hộ đấy anh nhỉ? Cái đấy thì phải làm việc bộ phận chuyên môn. Đầu tiên là phải cao to đẹp trai khỏe cái đã, đúng không? Biết cách bế phụ nữ hết, đúng không? Mình đứng ở giữa này mình sẽ nhìn được ba cái hướng, là ba khe núi rất là đẹp. Vâng. Em đã trải nghiệm ở đây là cũng kha khá rồi, em muốn thử ra cái con đường ven vách đá kìa để xem nó như nào. Đi. Bên đấy cũng cảm giác nó rất khác mạnh. Ở đây không anh? Nó cảm giác nó sẽ khác ở đây, sợ theo kiểu khác. Đúng. Ở đây thì chúng ta sẽ cái phần lý trí sẽ nói rằng là có những cái dây văng này, có 7 cái sợi dây văng nhập từ Hàn Quốc này, có kính từ Pháp này, rồi có những lan can, nói chung là sắt thép rất là kiên cố. Còn cái con đường ở vách kia kìa thì chúng ta sẽ không có những cái dây này, nó sẽ là một cái gì đấy chỉ là những cái thanh rầm mà cắm vào vách núi thôi đấy. Thì cái lý trí của chúng ta sẽ nói, sẽ diễn giải nhiều cái tình huống có thể xảy ra nguy hiểm đến cho bản thân. Cái này là em nghĩ là bản năng ấy nhỉ, một cái bản năng của con người ấy, là mình sẽ luôn nghĩ rằng là sẽ gặp nguy hiểm và tự một cái gì đấy giải phóng ra để mình cảm thấy an toàn. Là cái nỗi sợ là như vậy, để cho chúng ta sợ. Hôm nay thì anh em mình sẽ chinh phục cái nỗi sợ hãi đấy. Hiện nay thì như các bạn biết là công trình vẫn chưa hoàn thiện nên có rất nhiều những cái hạng mục đang gấp rút được hoàn thành. Và về cái rào này thì mình mở ra như nào anh nhỉ? Hay là chui đi? Mình chui qua đi. Chui đi cho nhanh. Chúng tôi sẽ chui qua đây. Ở đây toàn bộ đây vẫn đang là kính hết. Vâng. Mình kết nối tiếp bằng kính luôn. Tất cả là kính liên tục hết, không có ngắt đoạn. Hiện nay chúng tôi vẫn đang được bảo vệ bởi những cái tấm cao su như này, nhưng mà tới đây là bắt đầu hạn chế. Đây thì mình đang bước lắp lan can nữa. Từ đây thì mình nhìn thấy vừa rồi chúng ta đã vượt qua được một cây cầu cũng khá là dài, đi cũng mỏi chân và cao, ở một độ cao 150 mét so với mặt đất. Đấy. Và dưới có một con suối chảy qua, tức là cái cây cầu này nối hai cái vách núi lại với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đây. Anh ơi, ở đây thì em thấy là cái kính nó đã được có những cái trang trí hình vuông. Ở đây ấy thì vẫn là kính đó. Nhưng mà mình có làm thêm tạo nhám để chống trơn trượt. Bởi vì đây là đang là bước lên bậc thang mà. Đúng rồi. Mình sẽ chống trượt. Đây. Thả nào khi mình bước đây là cái dây đúng cái dây này, dây này thấy bước rất là không cảm thấy trơn nữa. Không trơn đúng không? Nhưng lên đây thì mặt kính nó lại trơn rồi. Đây anh em đang hoàn thiện cái khâu lắp lan can kính nữa rồi. Vâng. Wow. Em thấy là cái vách này là cảm giác thích hơn đấy nhá. Phê bởi đúng vì chắc đi đoạn ngoài kia thì sẽ còn cảm giác mạnh nữa. Cây cầu này khiến cho chúng ta có một cái gì đấy về cảm xúc ấy, thì là cảm giác như sợ bị rơi xuống đúng không? Sợ bị rơi xuống, vỡ kính, thụt và rơi xuống đúng không? Và chúng ta từ một điểm nọ đến một điểm kia. Đấy, còn riêng với cái vách núi đấy này là giữa khoảng không, còn đây thì mình sẽ cảm giác chênh vênh. Chênh vênh đi theo ven vách đá mà. Và nó hùng vĩ hơn, nó cái gì đấy nó giống như là trong hình như là nó giống một số cái clip ở trên mạng em đã xem rồi ấy, là cũng có một số nước họ cũng làm cái hình thức này rồi. Đúng rồi, có đấy. Rồi. Ủa, ở đây là chưa có kính các bạn nhé, phải cẩn thận. Tất nhiên là những người được lựa chọn đi qua khu vực này là đã được cảnh báo, và những người mà đã có kinh nghiệm được thông báo trước này. Này. Và tự chịu trách nhiệm. Nói chung là để an toàn thì mình vẫn phải đi cách xa cái khu vực lan can chưa được lắp này. Em thấy công trình này khá là đầu tư công phu.
Anh có thể tiết lộ cho em một chút về cái giá trị của nó không nhỉ? Nếu mà khi mà hoàn thiện xong ấy. Dự án điểm du lịch Mộc Châu Island này thì giai đoạn 1 tổng mức đầu tư sẽ là 773 tỷ. Và bây giờ đang bước là tính toán để điều chỉnh cái quy hoạch, cái quy mô nó lớn hơn nữa. Cái chiều rộng của cái mặt kính của cái cầu kính kia thì cầu treo kính kia thì sẽ là 2m4. Trên chiều rộng ra đây thì 1m5. Em nghĩ rằng là ở cái khu vực mà đường vách núi này, đường men theo vách này sẽ được các bạn thích thú hơn, bởi vì tới đây nhá, không chỉ là chụp ngay phát là được cảnh đẹp này, mà chúng ta có những góc mà để chụp ngược lại cây cầu kia. Đúng rồi. Đây ví dụ ở cái góc này đi. Đúng rồi. Là anh chụp quanh ngược lại. Anh đứng đây. Đấy, anh đứng đây, em chụp cho anh. Đấy, đấy, anh đứng đấy. Đấy, là thấy ngay cái sự hùng vĩ của khu vực này, đặc biệt là cây cầu phía sau. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, để em chụp cho anh nhé. Đây, mà các bạn có thể thấy rằng là cái vách đá này gần như là thẳng đứng luôn. Cây cầu cảm giác như mỏng manh, treo leo bằng kính ở trên đỉnh vách như này. Khu vực này em nghĩ là về cái phần dọn dẹp và vệ sinh có khi là phải diễn ra thường xuyên ấy. À, chắc chắn rồi. Bởi vì lá cây này, hoa này. Bên bên tuyến theo vách đá này thì sẽ phải dọn nhiều hơn ở bên chỗ cầu kính, cầu treo kính kia. Sẽ có một đội ngũ vừa làm công tác an ninh này, công tác hướng dẫn để hướng dẫn du khách này, và cũng sẽ dọn thường xuyên luôn. Hiện tại bây giờ đang hoàn thiện cái phần đèn trang trí, thì sẽ có đèn chạy dọc đêm mà, và cả đèn laser nhìn kia kìa. Để mà đi hết cái con đường này chắc là cũng sẽ mất một buổi của mọi người, tức là vừa tham quan vừa chụp hình vừa đi vừa nói chuyện, thì đấy là các bạn có thể sẽ mất một buổi đấy. Và có rất nhiều hình thức giải trí khác ở cái khu vực này, thậm chí nếu mà những cái hạng mục ở phía dưới mà xong ấy, thì em nghĩ là có khi vào đây mọi người sẽ phải tốn mất một ngày đấy anh nhỉ. Sẽ khoảng 2 ngày ấy. 2 ngày cơ à? Nếu mà để trải nghiệm các cái dịch vụ ở đây phải 2 ngày. Nếu mà hoàn thiện hết thì sẽ có những cái dịch vụ gì mà mất những hẳn 2 ngày anh nhỉ? Ở đây là mình đang đi trên cái cầu để kết nối từ bên điểm đỉnh đầu vào đón khách mà. Đi sang đây và đi kết thúc cái tuyến này xuống thì bắt đầu mới đi xuống khu trung tâm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực. Sẽ có nhiều trò chơi trong nhà và ngoài trời. Nếu để trải nghiệm tất cả các dịch vụ đấy thì có lẽ là 2 ngày cũng vẫn còn hơi tiếc nuối. Và không những tiếc nuối mà còn nhớ mãi khó quên với những cái cảm giác rất là mạnh mẽ mà mọi người tới đây sẽ có được. Em thấy rằng là đi đến đây là bản thân em cũng người đi nhiều cũng cảm thấy hơi mệt mệt ấy. Rồi bây giờ muốn quay lại thì là mình chỉ đi quay lại à, hay là có cách nào mà xuống nhanh không anh, hay là như thế nào? Cái hành trình này sẽ như nào? Cái cầu này mình sẽ chỉ đi một chiều thôi. Sau khi kết thúc cái tuyến hành trình, cái tuyến đường vách đá này thì sẽ có 3 cái lựa chọn để đi xuống. Một là khách có thể là đu zip line, đây em nhìn cái mái màu vàng như là cái khu nhà chờ cho cái zip line ấy. Đu từ đây xuống dưới khu trung tâm kia. Bây giờ. Xa phết. Thì cái hệ thống này của các anh là của Canada, cáp của Đức. Thì bây giờ các anh đang bước hoàn thiện. Dịp 30 tháng 4 là sẽ kịp để đón du khách. Đấy là lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai, nếu mà ai không đi zip line thì đi bộ một đoạn nữa sẽ có cái ga coaster, để xe coaster sẽ là 2 người trên một xe là trượt bằng xe đấy theo cái đường địa hình, uốn lượn theo đường địa hình để xuống. Thì nếu mà ai mà không đi coaster nữa thì có thể lựa chọn là đi bộ xuống. Em nhìn cái đường rích rắc đấy, các anh đã làm xong rồi. Là đi bộ xuống cũng rất thơ mộng, và hiện tại đang bước là trồng cây hoa. Đi bộ kia là sạc phết đây nhá. Hóa ra là đây chỉ là một cái con đường một chiều. Và chúng ta buộc phải đi hết
và đi hết là sẽ là hơn một cây số. Là riêng cái con đường kính từ cái cây cầu đến những cái đường mà vách núi này thì là 632 mét. Đấy, còn nếu mà chúng ta đi tiếp xuống nữa thì chắc chắn là hơn một cây số. Và là một con đường một chiều, nó giống như là cái con đường tình yêu. Chính vì vậy các bạn đi này thì tốt nhất là nên rủ theo người yêu, để ví dụ các bạn nữ mà mỏi chân thì có thể nhờ các bạn nam cõng đi tiếp. Thì đảm bảo là cái tình yêu các bạn nó sẽ đậm đà khó phai và nó cũng sẽ chỉ có một chiều thôi. Đấy. Và tất nhiên nói thế thôi chứ mọi người đến đây mà mệt mỏi thì vẫn đầy chỗ để mọi người nghỉ mà, và có thể là uống nước. Wow. Nhưng đến đoạn này đang là cầu thang đi xuống, nó chưa lắp lan can. Do vậy em đi phía trong này nhá. Vâng, cái này cũng sẽ là thử thách với em đây. Đi phía trong này nhá. Vâng. Các bạn thân mến, là tôi đang ở độ cao hơn 100m và bắt đầu đi xuống, tức là giảm độ cao. Và phía bên này là không có lan can. Nếu như mà có một sự cố gì xảy ra là mình sẽ rơi tự do. Và lúc này rơi xuống không phải là cái âm thanh không phải là tiếng bịch nữa, mà rơi xuống sẽ là phẹt. Bởi vì ở dưới có rất nhiều đá. Đấy. Tự nhiên là nghe tự mình nói xong rồi tự mình cảm thấy sợ. Khi mà mình sợ ấy, hai cái đầu gối nó díu lại luôn. Nhưng mà tất nhiên là rất là an tâm là cái bậc thang này này đều là bằng gỗ, một cái loại gỗ nhân tạo nhập từ nước ngoài, gỗ và tre. Cực kỳ ma sát luôn, gỗ tre. Đây là gỗ gỗ tre. Gỗ tại này sao là gỗ tre nhỉ? Về chịu lực rất là tốt và đã kiểm định rồi. Tức là hai nữa là nó chống chân chuột. Có phải là cây tre ta xay bột xong người ta ép từ lại từ cây à? Tre thì họ ép lại. Tức là và người chống... ta ép nhiều cái lớp tre hay đúng là nhiều ấp nhiều hay là bột tre hay như nào? Em nghĩ là đây là cả lớp mà chứ không phải chỉ là bột không đâu. À. Đây em nhìn cái... tức là rất nhiều cái thanh tre người ta ép lại với nhau bằng một cái thêm một cái chất gì và đấy này nữa. Chống cháy em ạ. À. Chống cháy. Cái chất liệu này tôi gặp rất nhiều ở nước ngoài. Khi mà chúng ta đi thì ở công viên này, hay là những cái khu du lịch đi vào trong rừng ấy, thì người ta thường làm cái chất liệu này. Nó sẽ được lâu với thời gian và nó giúp cho chúng ta an toàn hơn. Cái hang anh nói đây đúng không? Đúng rồi. Chỗ này cẩn thận nhé. Vâng. Đến đây thì du khách sẽ gửi lại cái bọc giày. Vâng. Ừ. Để cho nhân viên sẽ thu lại, sau đấy là chuyển ngược lên trên cầu kính. Rồi cái quá trình chúng tôi đi đã khiến cho cái đôi tất giày này ướt hết rồi. Ở ngay cuối của con đường kính đó là một cái hang. Cái hang này tự nhiên nhưng mà đã qua bàn tay của con người, đã trở thành một cái gì đấy là kiểu phục vụ thêm cho du lịch nữa. Tới đây mọi người sẽ có một điểm dừng chân từ tự nhiên khá lý tưởng. Em nghĩ cái hang này thì mình để sau đi nha. Mình sẽ tiếp tục hành trình nhỉ. Đi xuống à? Ừ. Bởi vì cái cuộc hành trình đi xuống nó cũng không hề đơn giản một chút nào. Để thế anh mình đi tiếp này. Đi xuống dưới em quay ngược lên cầu rất đẹp. Mình thấy được cái độ cao của nó. Chỗ này chưa làm xong bậc cầu thang, đi cẩn thận nhá. Vừa đi vừa quay là hơi khó đấy. Cái này cũng khá là thách thức đấy. Nhưng mà không sao. Cái cầu kính vừa rồi chúng ta còn đi được, thì huống chi là cái chỗ này. Chỗ này trông thì nó nguy hiểm thật, nhưng mà ngã thì chỉ đau thôi, chứ nó không phải đánh đổi nhiều thứ như là cái khúc trên kia. Đây chính là khu vực trượt zip line. Nếu như bạn nào mà cảm thấy mỏi chân, muốn về nhanh, và nói chung là cũng cảm thấy rằng là những cái cầu kính kia nó cũng chưa đủ phê đối với mình lắm, thì lại tiếp tục chọn cái phương án này để kích thích cái máu liều của các bạn lên đến cao độ hơn. Đấy, đây là một cách, một lựa chọn để chúng ta đi xuống. Vâng. Đu zip line xuống. Sẽ đi qua cái thung lũng này. Bay qua suối. Bay qua suối luôn. Cảm giác rất là zoom out. Nhìn chung là thiên nhiên Việt Nam thì
hùng vĩ rồi, rất là nhiều núi đá. Thế nhưng mà đây là một trong cái công trình tiêu biểu cho việc là con người khắc phục chế thiên nhiên, biến thiên nhiên trở nên gần gũi với chúng ta hơn. Và nó cũng trở thành một trong những cái, một cái trò chơi, một cái nơi mà chúng ta có những cái trải nghiệm và tiếp cận được với số đông, đặc biệt là nó sẽ an toàn hơn và có người chịu trách nhiệm nếu như có chuyện gì đấy xảy ra.